tình trạng giống vậy có xoáy đến được không các bạn? Ở đây là hai cái lốc máy mà CCM đang làm ở đây các bạn. Một cái là dành cho xe riêng của CCM, một cái là dự án Racing Boy. Đây là vàng sơ mi ren mới làm lại để đóng vào cái lồng Racing Boy á các bạn, bằng inox đó nha. Cơ khí nước ngoài đúng là quá đỉnh. Xe bị bể piston khá là nặng. Thì bác Danh đã bắt đầu phá lồng rồi, hết rồi, chuẩn bị đóng lồng vô. Tình trạng giống vậy có xoáy đến được không các bạn? Ăn vô chắc cũng cả dêm rồi ha. Cả dêm mà thua rồi, đâu còn bao nhiêu thịt nữa đâu. Chỗ này lóc, chỗ này nó cũng nó cháy luôn. Có dấu hiệu cháy luôn, chảy luôn. Đây là cái lốc máy của chiếc Subaru XJ khác mà Gara Lampro đang thực hiện hồi sinh lại. Nhìn sơ là chắc chắn phải đóng lồng rồi. Đây có bộ lồng đem sẵn ở đây đây. Đó, nó để bên trong hết rồi. Bữa nay đem lên xưởng tiện của chú Danh để giải quyết luôn. Phá hết, phá vô cỡ trên đây thì phá vô coi hơi sâu. Chỗ này không biết cái thằng phần nhôm chỗ này nó không biết nó còn ok hay không, mà nghĩ chắc ok. Nó phá vô cỡ 3 ly lận các bạn. 3 đến 4 ly là chắc cũng ok. Một số con bù lông ở đây giờ tháo không ra, chắc là răng cái ren bên trong đây nó nhóm lên hết rồi. Hoặc có thước là người thợ trước ráp á, là không vệ sinh kỹ cái lỗ, không vệ sinh kỹ cái lỗ này, nó có ba vớ bên trong lỗ á, nên khi mình siết bù lông lại mình siết vô thì ba vớ nó bám, nó bót, nên bây giờ khi mà tháo ra không được. Có dính lại tất cả là 2, 4, 6 cây tất cả. Nên mình cũng sợ cái ren ở trong đây nó cũng có vấn đề hết rồi. Đủ thứ chuyện hết các bạn. Ở đây là hai cái lốc máy mà CCM đang làm ở đây các bạn. Một cái là dành cho xe riêng của CCM, một cái là dự án Racing Boy. Thì hiện giờ mình đã bào những cái mặt tiếp xúc này phẳng lại hết rồi. Phẳng lại hết để chi? Để cho cái lỗ này nó nhỏ lại. Cái lỗ này nhỏ lại rồi sau đó mình bắt hai mặt lốc lại với nhau, rồi mình sẽ xoáy cái lỗ là đúng là kích thước như ban đầu. Đó là mục đích mà lý do tại sao mình bào cái mặt là như vậy. Thì hôm nay mới bào xong cái mặt à, chắc phải ngày mai ngày mốt gì đó mình quanh trở lại để mình siết hai lốc lại với nhau theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, rồi sau đó thì ở xưởng tiện bắt đầu mới phóng cái lỗ rồi ra theo yêu cầu của mình. Ngon á. Dạ. Cái gì mới ngon thôi, mình cắt 106 đi. 106 đúng không? Tầm 106. 106 đi đường dây đồng. Đi dây đồng 106. 106 mà cái dây đồng đó là rảnh 9 gem. Rảnh 9 gem. Sâu 7 gem. Sâu khoảng 7 8 gem cũng được. Sâu 7 gem để độ ép. Độ ép 2 gem. À để tới 3 gem là 3 gem thì 7 gem. Sâu 8 gem đi đừng hở quá cũng khó. Tại ron con là ron thép. Ron thép. Ron thép bởi vậy nó không nó cái ron kia nó còn lúng được, còn ron thép nó không có lúng. Rồi. Sâu cỡ 8 gem. Sâu 8 gem rảnh khoảng 9 gem hơn, 9 gem 9 gem rưỡi. Đúng rồi, kia dư ăn à. Cái này ăn kia thứ à, đúng không? Kia thứ à. Lấy lấy bánh mè chuẩn. Đúng rồi, đo sơ nó cái rồi. Đo sơ biết rồi. 104 phá ra được thêm 2 ly nữa. Cái lốc này nó bị phá ngay chỗ này này đi. Nè cắt coi thử coi nó dợp tới bên trong nha, nó phá hơi nặng á. Nè, ở đây nè. Đây, lưng không? Nó sẽ bị cào nguyên. Đúng rồi, nó nở ra không? Nó nở ra là cào hết. Cào hết luôn. Đây là vàng
sơ mi ren mới làm lại để đóng vào cái lồng racing boy á các bạn, bằng inox hết nha, inox 304 hết. À, đây là cái thô, hôi thô là giống vậy. À, bên chú Danh tiện là giống vậy, đóng vô. Vậy là cũng khá ok rồi các bạn. À, mình ly cầm đây ly. Đây là cái sơ mi bù lông mà bị tuôn nè các bạn. Đó, mình mới làm cái sơ mi, mình đang dặn thử vô cái bù lông của bù lông này, bù lông zin nè. Đây là cái sơ mi mình làm. Đó, dặn vào. À, khít rồi, vừa rồi. Khá là ok, bây giờ mình chỉ đóng vào lốc thôi là xong. Đây là cái lỗ zin nè ha. Mình đã phá cái lỗ ra rồi. Taro theo cái răng này. Dặn vào. Là thành ren mới các bạn, dặn sát vô bên trong luôn. Rồi mình sẽ hạ cao độ cho đúng như là zin. À, thưa các bạn, thì hôm nay mình quay trở lại cái xưởng tiện của chú Danh để mình tiếp tục thực hiện cái công tác tiện của một số cái lốc máy mà hôm ra mình gửi chú Danh á. Nếu các bạn có theo dõi thì cái dự án Racing Boy của mình nó gặp trục trặc ở cái lốc máy là tại vì mấy cái lỗ ren nó bị tuôn hết rồi đó. Thì mình đã gửi chú Danh để làm lại lỗ ren cả tuần lễ nay rồi. Chú Danh cũng làm xong lâu rồi nhưng mà hôm nay mình bận công việc quá nên mình chưa ghé được. Hôm nay thứ bảy mình mới ghé. Thì nhiều bạn cũng thắc mắc nhà chú Danh ở đâu, tiệm sở tiện của chú Danh ở đâu, thì hiện giờ mình đang ở đường Đặng Văn Bi nè các bạn. Đặng Văn Bi, mình đang hướng này là hướng ra xa lộ Hà Nội đúng không ta? Hình như vậy đó, mình cũng không rành lắm, mình dân Củ Chi nên cũng không rành chỗ này, nhưng mà biết đường này đường Đặng Văn Bi. Rồi sau đó các bạn tới cái đường số 8 thì các bạn rẽ phải, tới hẻm 40 thì các bạn lại tiếp tục rẽ phải thì sẽ tới tiệm của chú Danh. Thì hôm nay chú Danh đã hoàn thiện xong hết mấy cái lỗ ren này nọ rồi. Lỗ ren thì trước nó tuôn tất cả là 18 lỗ ren, nếu mình như không làm là tuôn sạch hết rồi, lỗ nào cũng tuôn hết. Lốc máy có nhiều lỗ ren tuôn hết. Vậy nên mình mình khoan rồi hết, mình đóng sơ mi lại hết rồi các bạn. Thì bữa nay mình lại mình bắt hai cái lốc máy lại với nhau để cho chú Danh phóng cái lỗ cúc máy, phóng lỗ cái lỗ cúc máy là cho nó thẳng, chứ thật sự lốc máy này cái lỗ cúc máy nó cũng bị biến dạng khá là nặng rồi. Thì mình phóng cái lỗ cúc máy là cho nó thẳng. Thì hiện giờ mình đang canh cái đường số 8 đây, cái đường số 8 là cái đường ở đây. Mình sẽ rẽ phải vô cái đường số 8. Phải với đường số 8 rồi đi lòng vòng trong đây một khúc nữa mới tới được xưởng của chú Danh. Ở tại chú Danh thì hiện giờ còn 2-3 cái lốc máy khác cũng của những cái dự án mình làm, nhưng mà mấy dự án kia thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt nên mình cũng chả có show cho các bạn. Dự án cũng sửa chữa bình thường thôi, làm máy lại thôi, không có độ đẻo gì nhiều. Chỉ có cái dự án Racing Boy là cái mình đang thực hiện cũng khá là tâm huyết với cái dự án này. Như các bạn có từng theo dõi thì dự án Racing Boy là để hồi sinh là một chiếc Subaru STI mà đã bị nằm ngoài sân, ngoài nắng, ngoài đường gì đó suốt cả mấy năm nay, như chắc chả chạy được km nào. Hư coi như từ đầu tới cuối, các bạn coi video mình thì các bạn biết. Thì mình cũng cố gắng để hồi sinh nó lại. Về mặt sườn chassis body của xe STI đó thì bác chủ đã hoàn thiện lại coi như gần như mới luôn các bạn, cực kỳ đẹp. Chắc mình kiếm vài tấm hình mình post lên cho các bạn coi. Chiếc Racing Boy đó bây giờ về mặt body là vô cùng đẹp luôn các bạn, sơn lại hết, đưa về màu nguyên bản, màu chính hãng luôn. Từ nội thất, ngoại thất, ron riết này nọ là mình cũng bác chủ đã làm lại hết rồi, chỉ chờ cái động cơ của mình thôi là lắp vô là ngon cơm. Thì mình đã tới được cái xưởng tiện chú Danh này nè các bạn, nó nằm ở đây như các bạn thấy. Thôi bây giờ mình sẽ bước vào trong để mình nói chuyện với chú Danh tí. Đây là cái để mài cốt máy nè các bạn, nếu các bạn nào chưa thấy thì mài cốt máy là giống như thế này, cặp lên là có cái đá mài, có đá mài này mình sẽ ốp vô mình mài lại cho đúng kích thước, cực kỳ chuẩn.
Săn chơi hết chưa? Hả? Săn chơi hết rồi hay là hay giờ phải xong? Xong rồi đó, chuyển qua dên đó chứ. À, chuyển qua dên phải không? Coi là mắc cốt máy là xong hết rồi phải không? Chuyển qua dên. Rồi các bạn, đây là cái lốc máy của anh Plumbro. Plumbro đang review lại một chiếc SKB7 piston khá là nặng. Thì bác Danh đã bắt đầu phá lồng rồi hết rồi, chuẩn bị đóng lồng vô. Lồng này nằm trong đây. Tôi lấy rồi cái rồi. Đây, đây là cái lồng của nó. Cái lồng nó giống vậy, đóng vô đây. Thì cái này là coi như phá xong hết rồi đó các bạn. Bề mặt hoàn thiện rất là mịn nha. Cái bề mặt hoàn thiện này cực kỳ quan trọng, nó càng mịn thì càng tốt. Khi về á, mình sẽ dùng chổi, mình sẽ có một cái loại chổi rất là đặc biệt, mình đánh lên để cho nó càng mịn hơn nữa, mịn láng luôn đó. Thì lúc đó thì mình khi đóng lồng vô, cái lồng nó mới ôm vô chuẩn xác được các bạn. Công tác săn chơi mắc tay dên. Cái máy này rất là hay các bạn, máy này rất là hay, phải nói là trong những cái máy cực kỳ hay. Cơ khí nước ngoài đúng là quá đỉnh. Công tác săn chơi đã xong rồi các bạn, thì bây giờ tiến tới là mài. Mài cái mắt của cái tay, cái mắt của tay dê. Các bạn coi chờ. Đồ này sẽ lên cót, này lên cót là mấy là nhiêu anh? 2,5 không? 2,5 phải không? Ừ. Cái máy này cực kỳ, nó là cực kỳ hấp dẫn cái máy này. Bữa nào CCM sẽ làm video riêng về cái máy này thôi. Rất là hay. Bắt đầu mài. Đây là mài thô trước quá. Đúng luôn ha. Rồi đúng luôn. Săn chơi giống vậy thì làm được có hai mắt ha. Mắt này với mắt này à. Được có hai mắt hả? Rồi làm thêm lần nữa mới được hai mắt giữa. Động cơ thì 4 máy phải không? 4 máy. Ừ, 4 máy. Mấy cái thằng mà 8 máy chắc mệt à. Tùm lum la hả? Thì cũng chơi 4 lần, một lần mài được hai máy. Rồi. Săn chơi cực chết. Các bạn có thấy là mấy cái mắt này là nó không có nằm ngay tâm không? Mà mình phải săn chê làm sao cho nó quay ngay tâm. Mà phải dời hai cái đầu nè, hai cái đầu bắt này nè. Lệch tâm. Để trừ hao cho thằng này, để thằng này lại trở lại đồng tâm. À, rất là đặc biệt, cái máy này rất là đặc biệt chỗ đó. Giờ chuyển qua mắt ra ngoài đây, để xử tiếp. Các bạn, đây là cái lốc máy của dự án Racing Boy. Thì như mình đã định nói với các bạn là tất cả cái lỗ ren ở đây nè là nó tuôn hết rồi. Mình phải phá ra tất cả là 10 lỗ ren ở cái mặt này và 8 cái lỗ ren bắt hợp số nằm ở đây là đều đã được đóng sơ mi lại hết rồi. Đây cho bạn coi, đây là cái sơ mi, các bạn thấy rõ không? Đó, sơ mi inox hết rồi nha các bạn. Tất cả sơ mi đóng lại hết, nằm đây cái nữa nè. Ở đây nè, ở đây, ở đây, ở đây. Tương tự như là ở bên đây. Ở bên đây cũng có. Đó là cái thứ nhất, coi như là tất cả các lỗ ren mình đã đóng lại rồi. Còn cái thứ hai nữa là cái bề mặt này nè. Bề mặt này nó rất là, lúc mà mình tháo ra đó là hồi trước
những người thợ trước á, không có giữ kỹ bề mặt này, để trên sàn, để trên, không để trên bàn, để dưới đất này nọ đó, nó trầy nát hết cái bề mặt này luôn rồi các bạn, nó trầy nát hết luôn, lồi lõm tùm lum tùm la hết. Như vậy là đâu có được, tại hai bề mặt này là phải tuyệt đối chính xác, phải tuyệt phẳng. Thì cái lỗ này nè, cái lỗ rảnh của cốt máy thì nó mới tròn được. Nhưng mà lúc trước mình lấy về là cái mặt này nó nát hết luôn, do đó nên mình cũng phải nhờ chú Danh mài là hết cái mặt này của mình, hạ xuống cái mặt nền gem, để cho nó lấy hết tất cả những cái gì bị xước, trở nên là cực phẳng trở lại. Như các bạn thấy, tức là bề mặt rất là mới mẻ. Sau đó mình sẽ đóng hay, mình sẽ lắp cái nắp phần bên này qua phần lốc bên này, siết ốc lại đàng hoàng, siết bộ lông đàng hoàng, rồi mình sẽ cắt lại cái lỗ này. Tại vì mình hạ cái mặt này xuống thì cái lỗ này nó đã tròn rồi, nó đã không tròn nữa, nó sẽ méo. Mà thật sự trước đây nó cũng đã méo rồi, mình không cần cắt cái này xuống đây cũng đã méo mất rồi, nên trước sau mình cũng phải cắt cái mặt này lại, và trước sau mình cũng phải vớt cái lỗ này lại thôi các bạn. Cái đó là bắt buộc rồi. Thì thôi bây giờ mình bắt đầu bắt thằng này vào thằng này. Mình có đem đầy đủ đồ nghề theo. Đây là bộ bù lông, đây là cái bù lông của nó. Mình đây mình sẽ ấp này lên, siết bập bập đúng theo lực, đúng theo thứ tự của nhà máy sản xuất nha các bạn. Thôi mình bắt tay vô làm. Rồi các bạn, thì tất cả các lỗ ren đã hoàn tất rồi, mình cũng đã hoàn tất siết hai cái phần lốc lại với nhau đúng theo lực siết của nhà máy yêu cầu. Thì khi mà siết lại thì mình sẽ bắt đầu cái lỗ này chắc chắn nó không tròn nữa rồi các bạn. Một bên lốc mình đều cắt bằng dèm, bên đây cắt bằng dèm, thì cái lỗ này nó nhỏ là hai dèm rồi. Mình sẽ phóng cái lỗ này ra, mình phóng từ trên xuống, từ lỗ này tới lỗ đít luôn, phóng một cùng một lúc. Thì lúc đó tất cả các lỗ này sẽ tròn đúng kích thước quy định của mình, và nó đồng tâm, quan trọng là sẽ đồng tâm hết tất cả các bạn, đồng tâm hết tất cả các lỗ là đồng tâm hết các bạn, cái đó rất là quan trọng ha. Thì mình sẽ tiếp tục để cái này ở đây cho chú Danh, để chú Danh phóng cái lỗ này, sau đó chú Danh sẽ phá cái lồng này ra. Đây, cái này là cái lồng cũ thì hồi trước đã được đóng một lần rồi, bằng cái nhiên liệu nó cũng không có tốt lắm, nên mình sẽ phá cái lồng này ra, mình sẽ đóng bằng cái lồng của mình đã cho các bạn coi rồi. Cái lồng của mình là lồng đặc biệt, khá là đặc biệt các bạn, khác hẳn với cái lồng ở Việt Nam. Mình sẽ phá ra, mình đóng cái lồng mới đó vào, rồi mình sẽ doa và mài lồng cho nó thành phẩm luôn các bạn. Mình sẽ để đây cho chú Danh làm hết. Thưa các bạn, đây là một cái lốc Subaru khác chuẩn bị doa và xoáy lồng. Cái bị doa xoáy lồng như các bạn thấy, mình có bắt được cái tấm một cái tấm sắt trên đây nè. Tấm sắt trên đây, mục đích bắt tấm sắt này rất là quan trọng các bạn, tại vì mình đã lập cái đầu wheelass. Coi như mình đang tưởng tượng có cái đầu wheelass bắt vào mặt máy, siết bù lông cứng lại. Thì khi các bạn làm vậy thì cái lồng này nó sẽ bị oval, nó không có tròn nữa. Thì mục đích là mình giả lập đầu wheelass cho nó oval, rồi mình mài lại cho nó thẳng.
mình mai lại cho nó thẳng, đó là mục đích của mình đó các bạn. Nên lúc nào lồng mình làm đều phải có tấm sắt này hết, gọi là top play ha. Nước ngoài người ta gọi là top play, mình thì không biết gọi là tấm gì, gọi tấm sắt thôi. Và ngoài ra đây là hai cái lốc, cũng bữa nay cũng đã chuẩn bị xong, chuẩn bị đem lên máy phay để xử lý. Thì hai lốc này xử lý rất đơn giản, thứ nhất là cái này là lốc của xe riêng của mình, cái này chấp đứt URX 2015 FA20 đây. Thì cái này lồng này nọ mình làm xong hết rồi, mình chỉ xử lý lại cái lỗ này thôi. Thì anh chú Danh sẽ đưa lên máy phay để phóng cái lỗ này lại thẳng từ trên xuống dưới. Còn cái này là lốc của Racing Boy nè các bạn. Hồi nãy mình có nói là mình đã sửa hết ren, tất cả mọi cái ren mình sửa hết rồi, mình đã xiết lại lông rồi và cũng sẽ phóng cái lỗ này ra, phóng cái lỗ này ra đó, như vậy đó các bạn. Lốc Racing Boy thì còn làm nhiều hơn, khi phóng cái lỗ này ra xong rồi mình còn phải phá lồng, phá lồng để đóng xe mi khác. Thưa các bạn, thì mình cũng đã xong công việc ở chú Danh rồi. Hôm nay mình xử lý tới tất cả là 4 cái block máy tại chú Danh lần. Cùng một lúc tại cửa hàng của chơi, tại tiệm tiện của chú Danh có 4 cái block máy Subaru. Thì các bạn có thể biết được là máy Subaru dở cỡ nào rồi. Cùng một lúc tới 4 cái block có nằm ở tiệm tiện lần. Thì trong đó có một cái block máy của mình, cái dự án xe riêng của mình mà 2 năm nay mình chưa làm xong. Cũng bận rộn quá. Với lại cái block máy mà mình đang làm cho xe mình là block sơ cua thôi, chứ không lốc của xe mình thì vẫn chạy mầm, nhưng mình mua thêm có lốc sơ cua nữa để mình làm, thì làm 2 năm nay vẫn chưa xong. Một cái lốc nữa là lốc của Lampro, lốc của Lampro thì phá lồng đóng lồng mới lại, thì mình cũng xử lý cho xong luôn cho Lampro rồi. Một cái lốc nữa là lốc máy Racing Boy, lốc máy Racing Boy thì cũng đã xử lý bắt lại hết cho chú Danh rồi. Chú Danh có thể ngay lập tức có thể bắt đầu phóng lỗ và phá lồng. Còn block nữa, block Subaru sửa lại bình thường thôi các bạn, chỉ là mà Subaru bị bật piston rồi mình làm lại cho nó chạy được thôi, chứ cũng không có đổ đẻo gì. Cái block đó bình thường nên mình cũng chả cũng là không có làm video về nó nhiều. Đó, coi như là hôm nay mình xử 4 cái block. Bây giờ thì cái chặng đường phía trước còn rất là xa các bạn thấy không? Bây giờ đã là 4 giờ mấy 5 giờ rồi mà mình bây giờ mình phải chạy về tới Củ Chi, mình đang ở Thủ Đức, chuẩn bị ra quốc lộ 1, chạy về tới Củ Chi. Chắc tình hình giao thông là nó cũng không có suôn sẻ gì mấy. Thôi mình cũng cố gắng mình chạy về càng sớm càng tốt. Tại vì tối ngày hôm nay khuya rạng sáng 1-2 giờ sáng nó sẽ có một cái sự kiện rất là hấp dẫn diễn ra tại Garage CCM. Mình cũng sẽ làm video tường thuật chi tiết về cái sự kiện này cho các bạn, nhưng mà bây giờ mình chưa thể tiết lộ được. Có thể 2-3 ngày sau, sau khi sự kiện tối ngày hôm nay diễn ra thì mình mới tiết lộ được cho các bạn. Vậy ha. Thôi xin chào các bạn, mình xin kết thúc vlog của tại đây. Vlog này chủ yếu nói về cái lốc máy Racing Boy thôi, nó cũng hơi ngắn ha. Những vlog kế tiếp nó sẽ nội dung nó sẽ dày đặc hơn, hấp dẫn hơn. Thôi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi. Các bạn nào thích video của mình thì nhớ like, subscribe, rồi share này nọ, giúp mình cái ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào tạm biệt các bạn.